Đây là nơi không phải ai cũng có thể đặt chân đến được. Tại đây lưu giữ những bí ẩn về cuộc chiến tranh Việt Nam và là nơi yên nghỉ của nhiều câu chuyện cùng những số phận con người khi đi qua cỗ máy chiến tranh với những bi hùng lịch sử. Họ là anh hùng, nhưng họ cũng là những ẩn số. Với nỗi lo rằng những gì không được biết đến có thể mãi mãi bị lãng quên, chúng tôi đã dành 5 năm trời để thực hiện bộ phim về một con người từng chiến đấu trên mặt trận thầm lặng này. Cuộc đời ấy phong phú và đầy bí ẩn đến mức nhiều sách báo viết về ông chỉ như những ánh đèn flash đủ lóe sáng một vài khoảnh khắc. Chúng tôi cũng chỉ hy vọng bộ phim này sẽ hé lộ thêm vài khoảnh khắc khác nữa của một con người sống cùng lúc hai cuộc đời. Cuộc đời nào cũng rất thật, rất người. Ông là tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn. Người Mỹ này là một học giả. Ông ta giảng dạy môn khoa học chính trị tại Đại học Davis, bang California. Tên ông Larry Berman đã xuất hiện trên nhiều bìa sách viết về cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong những thước phim này, Larry Berman chuẩn bị cho ra mắt cuốn tiếp theo khá đặc biệt với tựa đề Điệp viên hoàn hảo, hai cuộc đời khó tin của Phạm Xuân Ẩn, phóng viên báo Time và điệp viên Cộng sản Việt Nam. Tháng 4 năm 2007, sách ra mắt công chúng Mỹ và nó được xem là cuốn sách được trông đợi và cung cấp nhiều chi tiết lý thú về cuộc đời thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn. Trước Larry Berman đã có Jean-Claude Pomonti, cựu phóng viên báo Pháp tờ Le Monde, với Người Việt thầm lặng, cái tên làm gợi nhớ đến Graham Greene. Rồi Thomas Bass của báo The New Yorker với bài Người điệp viên yêu chúng ta. Nhưng sớm nhất có lẽ là đồng nghiệp báo Time David Halberstam, vì trong cuốn sách xuất bản năm 1985 nói về Việt Nam có tên Sự hình thành vũng lầy, Halberstam đã diễn tả ông Ẩn như là người chủ chốt của một mạng lưới tình báo tuy nhỏ nhưng rất hữu hiệu trong giới ký giả và nhà văn, một sự so sánh chỉ có thể kiểm định sau đó 10 năm. Để giải đáp nó, người ta xây dựng ở thành phố Lubbock giữa bang Texas khô cằn một cơ sở dữ liệu khổng lồ về cuộc chiến Việt Nam với cái tên Việt Nam Archives, Viện Lưu trữ Việt Nam thuộc Trung tâm Việt Nam, Trường Đại học Texas Tech, nơi có thể tìm thấy từ cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm đến thư của một y tá quân y Bệnh viện Hải quân Mỹ gửi về cho gia đình. Quy mô lưu trữ này xứng đáng với sự quan tâm và ảnh hưởng của chiến tranh Việt Nam với hơn một thế hệ người Mỹ, một sự quan tâm có thể tính bằng những con số cụ thể. Nước Mỹ đã chi tổng cộng 600 tỷ đô la cho chiến tranh Việt Nam, chiếm 12% GDP quốc gia, huy động 70% lực lượng lục quân, 60% thủy quân lục chiến, 60% không quân và 40% hải quân, 22.000 sĩ nghiệp phục vụ chiến tranh. Sau một thời gian dài đến 20 năm, cuộc chiến tranh này tiếp tục làm tốn không ít giấy mực của giới sử học, báo chí, nghiên cứu chính trị, các chính khách. Nước Mỹ đã chi tổng cộng 600 tỷ đô la cho chiến tranh Việt Nam. Nhưng những gì nhân dân Mỹ nhìn thấy qua báo chí và truyền hình thì ngược lại là những hình ảnh gây ác mộng. Chúng chỉ là vài lát cắt trong 2 triệu cuộc hành quân tìm và diệt và 36 triệu phi vụ chiến thuật trong suốt cuộc chiến, nguyên nhân đưa đến cái chết của hàng triệu người. Năm 1993, trận chiến Mogadishu với bức ảnh lính biệt kích Mỹ bị bắt, bị trói và thân xác trần truồng của họ bị kéo lê trên đường phố đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân Mỹ. Vậy mà trong chiến tranh Việt Nam, có đến hàng trăm tấm ảnh như thế từng được công bố, chỉ khác ở màu da của nạn nhân. Những thanh niên Mỹ xuất hiện trong các bức ảnh đều là công dân của một xã hội văn minh, nhưng tất cả đã biến dạng sau khi đi qua cái cối xay của chiến tranh, để lại những hình ảnh mà sau hàng chục năm vẫn còn làm người xem phải ghê sợ. Những bức ảnh không dành cho trẻ con. Trong bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh được thành lập chỉ 4 tháng sau ngày giải phóng Sài Gòn, người ta có thể nhìn thấy những bức tranh của một thế hệ trẻ thơ sinh ra trong hòa bình nhưng vẫn bị chiến tranh ám ảnh. Đón nhận thông điệp ấy,
rất có thể là con cháu của những phi công Mỹ ngày xưa từng thả dưới cánh bay 20 triệu gallon chất độc da cam. Nhưng những bức tranh mang thông điệp gửi đến tương lai này không hề mang màu sắc u ám của nỗi hận thù. Có những bằng chứng cho thấy ngay cả trẻ em cũng không được xem là ngoại lệ trong danh sách nạn nhân của cuộc chiến. Số bom Mỹ đã dội xuống hai miền Việt Nam là 7,8 triệu tấn, lớn hơn lượng bom đạn mà Mỹ đã sử dụng trong bất cứ cuộc chiến tranh nào trước đó. Trong chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, bình quân một người dân phải chịu 45,5 kg bom đạn, mỗi cây số vuông chịu 6 tấn bom đạn. Tỷ lệ này lớn hơn nhiều so với những nước bị thiệt hại nặng nhất trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Quy mô hủy diệt ấy biến Việt Nam thành cái tên của một cuộc chiến, chứ không còn của một xứ sở. 30 năm sau, trên 300.000 liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt. Con số này ở phía Mỹ là gần 1.500 trường hợp. Một bản báo cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2003 đã kết luận rằng trong chiến tranh Việt Nam, 3.181 ngôi làng đã bị phun chất diệt cỏ. Khoảng 2,1 đến 4,8 triệu người có mặt vào lúc phun. Con cháu những người này có khả năng chịu di chứng của chất độc tác động vào mã di truyền. Kể từ khi thành lập tới nay, bảo tàng này đã đón gần 9 triệu khách tham quan, trong đó có hơn 1 triệu rưỡi khách nước ngoài. Lý do của sự thu hút ấy là vì chiến tranh Việt Nam là một trong 11 cuộc chiến tranh lớn trên thế giới thời hiện đại và là cuộc chiến tranh quy mô nhất trong lịch sử hơn 200 năm của nước Mỹ. Về mặt thời gian, cuộc chiến này kéo dài nhất với hơn 20 năm so với 1 năm 7 tháng của chiến tranh thế giới thứ nhất, 3 năm 8 tháng của chiến tranh thế giới thứ hai, 3 năm 1 tháng của cuộc chiến tranh Triều Tiên. Thứ đến, cuộc chiến này huy động sức mạnh trí tuệ và sức của cao nhất của nước Mỹ. Năm đời tổng thống từ Eisenhower, Kennedy đến Johnson, Nixon rồi Ford nối chân nhau điều hành 4 chiến lược chiến tranh thực dân mới ở chiến trường Việt Nam. Từ chiến tranh đơn phương, chiến tranh đặc biệt đến chiến tranh cục bộ rồi Việt Nam hóa chiến tranh. Giá của cuộc chiến ấy là sinh mạng của gần 60.000 người Mỹ, hơn 11.000 quân nhân trong số này chưa tới 20 tuổi. Theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, khoảng 14,7% binh lính Mỹ tham gia chiến tranh tại Việt Nam mắc chứng rối loạn tinh thần, 2,2% trong số đó vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Giờ đây, trên mảnh đất hiền hòa này, các khí cụ chiến tranh được sản xuất từ bên kia bờ Thái Bình Dương là những vật chứng lạc lõng giữa không gian thanh bình mà chúng ngự trị, như những dấu chấm hỏi về sự phi lý của một cuộc chiến tàn khốc. Hơn ngàn năm trước, vua Khai Sinh nhà Lý quyết định đóng đô ở đây. Gần một thiên niên kỷ sau, điện Càn Nguyên là nơi tập họp những bộ óc quyết định cục diện cuộc chiến với đế quốc Mỹ. Tại đây, tổng hành dinh của quân đội nhân dân Việt Nam, những quyết định quan trọng nhất trong sách lược phòng thủ miền Bắc và chiến lược giải phóng miền Nam đã được đưa ra, là điểm đến cuối cùng của mọi tin tức tình báo chiến lược. Cũng chính ở đây, vào tháng Giêng năm 1975, một nghị quyết lịch sử ra đời với nhận định: chúng ta đang đứng trước thời cơ chiến lược lớn. Chưa bao giờ ta có điều kiện đầy đủ về quân sự và chính trị như hiện nay, có thời cơ chiến lược to lớn như hiện nay để hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở Việt Nam, tiến tới hòa bình thống nhất tổ quốc. Có người kể rằng, chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau khi nhận được tin chiến thắng, đã ngồi lại một mình trong căn phòng làm việc này, có lẽ để được đắm chìm vào những cảm xúc lớn lao ít đến lần thứ hai trong một đời người. Nhà sử học Mỹ Howard Zinn từng nhận xét:
chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến giữa một bên là tổ chức kỹ thuật hiện đại và bên kia là tổ chức con người. Cuối cùng, con người đã thắng. Chúng tôi muốn thêm vào đó vài từ. Cuối cùng, con người, lịch sử và văn hóa một đất nước 4.000 năm văn hiến đã chiến thắng. Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa, thì không phải một ngày, một tháng hay một năm, mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập. Câu nói này được thốt ra từ chính miệng chủ nhân của dinh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong những ngày cuối cùng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, như một lời tự thú về một chính phủ hoàn toàn do người Mỹ dựng lên và nuôi dưỡng trong cuộc chiến Việt Nam. Ngày 1 tháng 9 năm 1967, một cuộc bầu cử được dàn dựng để tướng Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng thống. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức dập khuôn theo mô hình nhà nước Mỹ, nổi bật ở điểm Tổng thống không chỉ nắm trọn quyền hành pháp, mà còn lấn át cả quyền lập pháp và tư pháp. Hiến pháp năm 1967 cho phép Tổng thống nắm độc quyền ngoại giao và ký kết các hiệp ước quốc tế. Đặc biệt, Hiến pháp còn cho Tổng thống quyền ra sắc luật, là hình thức văn bản có tính lập pháp trong những trường hợp khẩn cấp. Người nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền Sài Gòn, từ trung ương đến địa phương, thường là tướng tá quân đội, đôn đốc dân sự. Chính phủ miền Nam là chính quyền độc tài, quân phiệt. Lịch sử công trình kiến trúc này cũng chính là lịch sử của một giai đoạn đất nước chịu sự can thiệp của ngoại bang. Năm 1863, chỉ 4 năm sau khi Pháp đánh chiếm Sài Gòn, đô đốc La Grandier đã cho khởi công xây dựng dinh thống đốc thật hoành tráng, chủ ý phô trương uy thế chính quyền thực dân ở châu Á với tên gọi dinh Norodom. Từ đó đến năm 1945, nhiều đời toàn quyền Pháp sử dụng dinh làm nơi ở và làm việc trong suốt thời kỳ xâm lược Đông Dương. Tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật đảo chính hất cảng Pháp, dinh trở thành nơi làm việc của chính quyền Nhật ở Việt Nam. Khi Pháp trở lại chiếm Nam Bộ, dinh Norodom là trụ sở làm việc của bộ máy chiến tranh xâm lược Pháp. Sau Hiệp định Geneva, dinh được bàn giao cho chính quyền Ngô Đình Diệm và được chính thức đổi tên thành dinh độc lập vào ngày 8 tháng 9 năm 1954. Tháng 2 năm 1962, máy bay của phe đảo chính ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của dinh. Do không thể khôi phục lại, Tổng thống nền đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm cho san bằng và xây một dinh thự mới ngay trên nền cũ, theo đồ án của kiến trúc sư Ngô Viết Thủ, người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Khôi Nguyên La Mã. Công trình đang dở dang thì anh em Diệm Nhu bị phe đảo chính giết chết. Do vậy, người chủ tọa buổi lễ khánh thành dinh lại là Nguyễn Văn Thiệu, chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, sau này là chủ nhân của dinh, với thời gian sống ở dinh thự này lâu nhất, tháng 10 năm 1967 đến ngày 21 tháng 4 năm 1975, rồi nhường thời gian 9 ngày còn lại cho Trần Văn Hương và Dương Văn Minh. Số phận của nền đệ nhị Cộng Hòa kết thúc khi chiếc xe tăng mang số hiệu 843 của quân giải phóng miền Nam húc nghiêng cổng phụ của dinh, rồi xe 390 húc tung cổng chính vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sự kiên cố của dinh và những hầm ngầm chìm sâu dưới lòng đất hóa ra vô dụng. Để thực hiện cuốn sách của mình về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, trong vòng 5 năm, tính từ tháng 7 năm 2001, giáo sư Larry Berman đã 18 lần đến Việt Nam, phỏng vấn ông Ẩn hàng trăm giờ. Khi được Larry Berman gợi ý về tên cuốn sách Điệp Viên Hoàn Hảo, ông Ẩn tỏ ra không thích. Ông đã đề nghị được đổi lại là Điệp Viên May Mắn. Mặc dù vậy, ông Phạm Xuân Ẩn vẫn tôn trọng ý kiến của tác giả, giữ nguyên tựa đề cuốn sách như bản thảo ban đầu. Giáo sư Larry Berman cho biết,
Sau mỗi lần sang Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Xuân Ẩn, khi trở về Mỹ, ông đều đi tìm gặp những người bạn bè hoặc chỉ đơn thuần là người quen biết của vị thiếu tướng tình báo Việt Nam. Tất cả những người Mỹ từng quen biết hoặc có thời làm việc với Phạm Xuân Ẩn đều sửng sốt khi nghe giáo sư cho biết đó là một điệp viên xuất sắc tầm thời đại của Cộng sản Việt Nam, trong giới mục một phóng viên của hãng Reuters và sau đó là của tạp chí Time. Những người này nói họ không mảy may nghi ngờ một chút nào về việc ông Phạm Xuân Ẩn hoạt động tình báo. Và điều thú vị là tất cả những người Mỹ đó sau khi đã hết sửng sốt thì không ai tỏ ra thù ghét ông Phạm Xuân Ẩn, mà ngược lại, họ rất kính nể và trân trọng tình bạn với cựu phóng viên tạp chí Time. Như để giải thích điều này, trong phần đầu cuốn sách Larry Berman viết: ông Phạm Xuân Ẩn hứa sẽ hợp tác với tôi, nhưng với một điều kiện là ông bảo lưu quyền được nói rằng. Điều này nói ra chỉ để cho ông hiểu toàn cảnh bức tranh, chứ không được viết vào sách, vì nó có thể làm đau lòng con cháu của những người đó. Và xin đừng bao giờ kể câu chuyện đó với ai hoặc nhắc đến tên người ấy. Trong suốt ngày làm việc cuối cùng của tôi với ông, Phạm Xuân Ẩn luôn lo ngại rằng những điều ông nói ra có thể gây hậu quả ngược lại, không phải đối với ông mà là đối với những người khác. 30 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc mới tung ra cuốn hồi ký của mình với cái tên Bí mật hồi ký về Việt Nam và hồ sơ ngũ giác đài. Daniel Ellsberg là tiến sĩ kinh tế Đại học Harvard. Năm 1964, ông làm việc với phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng McNamara. Một năm sau, Daniel Ellsberg đến Việt Nam làm việc cho chùm CIA Lenstein. Daniel trở về Mỹ năm 1967 và một mặt tham dự phong trào phản chiến, mặt khác liên hệ với các nhân vật cao cấp nắm quyền quyết định chính sách đối ngoại. Năm 1971, ông quyết định đứng hẳn về một phía bằng việc cung cấp 7.000 trang tài liệu mật của ngũ giác đài về chiến tranh Việt Nam cho báo chí tờ New York Times và Washington Post, với việc làm có thể khiến ông bị kết án tổng cộng 115 năm tù. Trả lời phỏng vấn trên salon.com, 2 năm trước khi cuốn hồi ký được ấn hành, Daniel Ellsberg tỏ ý hối tiếc khi nói: nếu tôi công bố tài liệu trong năm 1964 hay 1965 khi còn làm việc ở ngũ giác đài, có thể chiến tranh đã không xảy ra và tôi đã có thể ngăn ngừa được cái chết của 58.000 người và hàng triệu người Việt. Và đây là điều khiến ông khác với Phạm Xuân Ẩn, người không tin rằng có thể dùng chữ nếu với lịch sử. Bộ phim của chúng tôi có thể thực hiện dễ dàng hơn nếu tướng Ẩn viết hồi ký. Việc mà ông không làm, vì như ông từng nói, tôi chỉ làm công việc của bất cứ người yêu nước nào. Và còn vì ông muốn mãi mãi chôn sâu vào bóng tối lịch sử những bí mật nghề nghiệp không thể công bố, chôn giấu cả những uẩn khúc đau lòng và những tình huống hoàn toàn có thể cảm thông được trong bối cảnh chiến tranh, nhưng lại không thể tha thứ nếu phán xét trong thời bình. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện bộ phim tài liệu nhiều tập này, bởi tướng Ẩn là một trong số rất ít người đã nhìn cuộc chiến cùng một lúc từ cả hai phía. Và để những thế hệ sau học được bài học hiếm thấy về một nhân cách lớn đã vượt qua được những thử thách giữa nghĩa vụ và tình người như thế nào. Một bài học có tựa đề là Phạm Xuân Ẩn.